Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ từ đầu tháng Giêng cho đến tháng 4 âm lịch, lượng phương tiện lưu thông và du khách đến thành phố Châu Đốc tham quan mua sắm rất đông, đặc biệt là tại khu di tích quốc gia Miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam và chợ trung tâm Châu Đốc. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 3 năm 2024, lượng khách đến tham quan mua sắm tại thành phố Châu Đốc hơn 1,8 triệu lượt. Riêng trong tuần qua, có trên 318.200 lượt khách đến tham quan. Để bảo đảm cho người và phương tiện đi lại an toàn và thuận tiện, lực lượng công an phường Châu Phú A và thành phố Châu Đốc đã tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường quanh khu vực chợ và các điểm du lịch, không để phương tiện dừng đổ gây cản trở giao thông bố trí công tác tăng cường kiểm soát lưu động, kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cản trở, mất an toàn giao thông cho người và phương tiện, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt là những ngày cuối tuần, lượng du khách đến mua sắm tại chợ Châu Đốc rất đông. Lực lượng công an phường cho Phú A kết hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các loại đối tượng phát hiện xử lý ngăn chặn răng đe và kiên quyết đấu tranh với các loại đối tượng móc túi trộm cắp cướp giật tài sản của người dân sắp xếp bố trí các phương tiện đặc biệt là các xe khách đậu đổ đúng nơi quy định hạn chế không để xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách đảm bảo giao thông được thông suốt nhất là trong những ngày cao điểm nhờ đó đảm bảo an toàn và tạo nhiều thuận lợi cho người dân du khách đến tham quan mua sắm tại chợ châu đốc